Ủy ban kiểm tra Trung ương vừa thông báo kết quả kỳ họp thứ 12. Tại kỳ họp, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 đến 2020, 2020 đến 2025. Ủy ban kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của cấp ủy, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để một số cán bộ Lãnh đạo học viện vi phạm nghiêm trọng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong quá trình đề xuất, tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm Covid-19 phục vụ công tác phòng chống dịch và việc mua sắm vật tư, kit xét nghiệm từ công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Theo Ủy ban kiểm tra Trung ương, Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc học viện, Thiếu tướng Hoàng Văn Lương ủy viên ban thường vụ đảng ủy, phó giám đốc học viện kiêm giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự, thượng tá Hồ Anh Sơn, bí thư chi bộ, phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự, chủ nhiệm đề tài, đại tá Nguyễn Văn Hiệu, phó bí thư chi bộ, trưởng phòng trang bị, vật tư và lãnh đạo. Khen bộ một số đơn vị thuộc học viện cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy học viện quân y, chịu trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Ủy ban kiểm tra trung ương cho rằng, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức Đảng và học viện quân y, đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Những vi phạm nêu trên có trách nhiệm của ban cán sự đảng, một số đồng chí lãnh đạo và tổ chức cá nhân ở Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế đang được Ủy ban kiểm tra trung ương tiếp tục kiểm tra, làm rõ Thông báo kết quả kỳ họp thứ 12 của Ủy ban kiểm tra Trung ương nêu rõ